Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người quay lại với kênh NK Studio. Thì video này mình sẽ điểm qua một vài các cái vấn đề nho nhỏ của phiên bản Blender 4.2 này so với cái phiên bản cũ. Thì thực ra nếu với những cái người dùng Blender một thời gian dài rồi thì thường mình sẽ có cái thói quen là hay sử dụng hai phiên bản Blender, ít nhất là hai phiên bản Blender liền kề nhau. Lý do vì sao chúng ta hay sử dụng hai cái bản liền kề nhau bởi vì sẽ có những cái add-on mình sử dụng hỗ trợ trong quá trình làm việc nó ở phiên bản cũ, nhưng khi theo cái phiên bản mới ra mắt của Blender thì cái add-on đấy nó chưa cập nhật kịp nên chúng ta sẽ không thể cài đặt hay sử dụng được. Đấy là lý do thì chúng ta sẽ phải sử dụng song song ít nhất là hai phiên bản liền kề nhau để có gì mình làm việc ở phiên bản cũ rồi chúng ta có thể tận dụng những cái mới và những cái tối ưu phiên bản mới hơn, kiểu như vậy. Còn đâu làm việc chính thì vẫn là làm phiên bản cũ, như vậy nó sẽ tăng cái tính ổn định hơn. Thí dụ như phiên bản mới thì có thể tốc độ xử lý của một số phần như DaVinci Node này, rồi tốc độ render nó nhanh hơn, hay một số các cái thành phần nào đó đấy, nó được tối ưu hơn thì chúng ta sẽ tận dụng ở bản mới. Còn đâu thì mình sẽ vẫn làm việc ở bản cũ để mình tận dụng những cái add-on hoặc các cái thiết lập có sẵn nó ổn định. Thì ở cái phiên bản Blender 4.2 này thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy nó thay đổi khá nhiều. Thì như ở video trước mình cũng có giới thiệu về cái thằng EV Next, nó vẫn là EV thôi nhưng mà gọi sâu xa EV Next thì nó có ray tracing các thứ. Thì cái EV Next đấy cũng là một cải tiến rất là hay ho, hy vọng thì nó sẽ dùng để mình có thể view real time rồi render real time một chất lượng nó cao, hướng tới như kiểu Unreal Engine chẳng hạn, kiểu như vậy. Tuy nhiên thì cái thằng EV này cho đến phiên bản hiện tại mình thấy nó vẫn khá là trì trệ trong cái phần performance, nó nặng đấy, và cái hiệu ứng nó thể hiện nó chưa thật sự được thích mắt cho lắm, theo cá nhân mình thấy là như vậy. Đấy là về cái thằng EV Next. Còn ở phiên bản 4.2 này thì thí dụ chúng ta có thể sử dụng các cái engine render khác, thí dụ như thằng Lasco render đây. Lasco render thì ở phiên bản 4.2 chúng ta vẫn có thể sử dụng được. Tuy nhiên thì 4.2 này thì một số người cũng phàn nàn là cái thằng Lasco render thì cái Lasco online library này thì không dùng được. Đấy, không sử dụng được. Thì cái này thì phụ thuộc vào bên dev thôi, bên phát triển thôi của Lasco Render. Còn đâu về Render bình thường thì chúng ta vẫn có thể sử dụng cái thằng Lasco Render này được, cũng khá là ổn. Một cái lưu ý nữa về cái phiên bản Blender 4.2 này cho đến hiện tại thì mình thấy nó có hai vấn đề mình sẽ nêu ra trong cái video này. Cái vấn đề đầu tiên là nếu chúng ta lỡ làm việc ở cái phiên bản Blender 4.2 rồi, đặc biệt là về set keyframe, tạo animation vân vân, thì khi chúng ta mở về phiên bản 4.1 là nó bị lỗi hết. Đấy. Thì mọi người nên cân nhắc lưu ý là khi chúng ta đang sử dụng cái phiên bản mình làm việc là phiên bản nào. Có một cái dự án được rồi mình vừa sử dụng xong thì ở phiên bản 4.2 đấy, vì một lý do nào đó không để ý, sau đó mở 4.1 lên để chỉnh sửa thì tất cả các cái keyframe set ở 4.2 rất đẹp rồi, nhưng về 4.1 là nó bị nhảy loạn xạ hết cả lên. Đấy. Tức là về cái độ tương thích của 4.2 khi mở về 4.1 là thằng keyframe có vấn đề. Nó không giống như các cái phiên bản trước, những phiên bản trước thì set keyframe animation dùng phiên bản cao hơn nhưng mở phiên bản thấp hơn thì vẫn ổn định, vẫn chấp nhận được. Tuy nhiên thì từ thằng 4.2 này mà lùi xuống 4.1 là sẽ bị lỗi. Đấy, thì chúng ta cũng có thể lưu ý cái thằng này. Cái lưu ý tiếp theo thì đặc biệt mình có sử dụng qua một số cái modifier có sẵn ở trong Blender này.
Thì hiện tại mình thấy nó có một cái vấn đề khá là khó chịu của cái thằng Modifier Subdivision Surface. Đấy, cái thằng này ở những cái phiên bản cũ thì chúng ta sẽ có một cái tình trạng như sau. Mình sẽ ở những cái phiên bản Blender cũ ấy, nếu chúng ta sử dụng cái Subdivision Surface Modifier này, đây mình giả sử nếu mình có một cái đường lúc cắt ở giữa này, thì khi mình xóa hết toàn bộ cái phần lưới còn lại đi, mình chỉ giữ cái lúc cắt ở giữa mà có Subdivision Surface này, thì file Blender vẫn chạy rất bình thường. Tuy nhiên ở cái phiên bản 4.2.0 này, thì khi mình có một cái lúc cắt ở giữa và mình bấm Ctrl Y, mình chọn tất cả các phần còn lại và mình chọn xóa vertices, thì chúng ta sẽ thấy là file Blender tự động out luôn. Đấy, lại có một cái vấn đề như thế, dùng rất là khó chịu trong cái quá trình dựng hình. Quá trình dựng hình thì mình làm việc với khá nhiều vật mà nó có mang tính đối xứng ấy, thì thường mình sẽ hay có tạo một cái lúc cắt ở giữa này, mình xóa một nửa đi, sau đó thì mình sẽ thêm mirror và subdivision surface đó, kiểu như vậy. Tuy nhiên trong cái quá trình thao tác thì một số lý do nào đó thì mình chỉ muốn giữ lại cái đường giữa thôi, mình xóa được bên cạnh đi. Đấy, thì bản 4.2.0 nó sẽ tự động out class luôn. Thì đấy là một số các cái vấn đề trước mắt mình cảm thấy là cái thằng 4.2 này nó không được ổn cho lắm cho đến tình hình hiện tại. Ngoài ra thì mình cũng thấy một số anh em kêu là cái bản 4.2 này nó không ổn định. Có lẽ thì cũng như thường lệ thôi, là do bên phát triển cứ mỗi lần lên một cái phiên bản mới thì nó sẽ có rất nhiều lỗi xảy ra, và những cái lỗi này dần dần bên phát triển họ sẽ sửa dần. Tuy nhiên thì đến 4.2.0 hiện tại không, cũng có thể coi như một thông lệ, thì rất nhiều lỗi xảy ra, hay class hay out rồi abcxyz, nó sẽ có rất nhiều thứ. Đấy, thì về trước mắt, ví dụ như mình thường về dựng hình luôn thì mình sẽ thấy nó có một vài vấn đề như vậy. Tại vì chúng ta cũng có thể quan tâm lưu ý qua một xíu để mình có thể tránh né những cái vấn đề khó chịu đấy trong quá trình làm việc với cái thằng 4.2 này. Tiếp theo thì cái thằng 4.2 này đến hiện tại thì nó sẽ chia ra hai cái thằng là extension và add-ons. Đấy, từ những cái phiên bản cũ 4.1 đổ về trước chúng ta chỉ có add-ons thôi. Còn đâu từ bản 4.2.0 này đổ đi thì chúng ta sẽ có, nó chia ra làm hai mảng, một là add-ons và cái thứ hai là extensions. Đấy, thì mình có thể hiểu nôm na là một số những cái chúng ta cài đặt bên ngoài, mua bên ngoài thì mình sẽ dùng add-ons và mình cài instant form disk chẳng hạn. Đấy, ví dụ như những cái add-ons mình mua ở trên Blender Market chẳng hạn, thì chúng ta có thể cài đặt, hoặc những add-ons mình tạo ra mình sẽ cài ở đây. Còn extension thì nó là cái bộ thư viện online thì tải trên cái server chính của Blender, thì gần như những cái này là bắt buộc có mạng thì chúng ta mới tải về được. Đó, nôm na kiểu như vậy. Thì đôi khi những cái mà mình quen tìm ở trong mục add-ons ở những phiên bản cũ hơn, ví dụ như Node Wrangler đấy, thì mình có thể search được ra. Tuy nhiên một số những cái add-on khác chúng ta tìm ở đây có thể sẽ không có. Đấy, thì chúng ta sẽ phải vào mục get extension, ví dụ như extra mesh hay extra curve này. Đấy, thì nó ở trong extension. Cái này nó sẽ hơi bất tiện một chút nếu mà chúng ta làm việc offline, hoặc là mình đi công tác ở đâu đó những nơi mà không có mạng hoặc sóng yếu chẳng hạn. Đấy, thì những cái extension này mọi người nên cài đặt trước khi mình đi đâu đó, mình cài đặt sẵn vào trong máy, trong laptop mình mang đi,
Còn nếu không thì đến những cái nơi mà sóng yếu, không có mạng thì chúng ta sẽ không thể cài đặt được những cái extension này để mình sử dụng. Đấy, thì chúng ta sẽ lưu ý cái đó một chút để giảm thiểu cái sự bất tiện và khó chịu khi sử dụng ở phiên bản 4.2.0 này. Đấy, nó chia làm hai mảng extensions đấy thôi. Ok, video này thì mình cũng giới thiệu qua một vài điểm mới mới nho nhỏ của phiên bản 4.2.0 này. Hy vọng thì sẽ giúp ích cho mọi người. Và hẹn mọi người ở những cái video sau. Xin chào.